Từ đầu năm 2016 đến nay, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Cát Tiên đã phát hiện xử lý trên 45 vụ vi phạm về khai thác cát trên sông Đồng Nai. Hành vi vi phạm chủ yếu là khai thác cát trái phép, sai vị trí cấp phép, trái tuyến. Đặc biệt trong số những vụ được xử lý, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tiến hành kiểm tra, đồng thời xử phạt doanh nghiệp khai thác cát Xuân Hà trên 1,5 tỷ đồng, đền bù cho các hộ dân xã Quảng Ngãi có diện tích đất sản xuất nằm dọc bờ sông Đồng Nai do quá trình khai thác cát làm sạt lở đất của bà con. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cũng yêu cầu doanh nghiệp Xuân Hà ký cam kết không tái phạm và phải quản lý tốt địa bàn khai thác đã được cấp phép. Được biết, trên địa bàn huyện Cát Tiên hiện có 7 tổ chức cá nhân được cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai. Với diện tích trên 250 hectare sản xuất rau an toàn, nhưng tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, mỗi một thửa ruộng là một loại rau. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng chưa được ứng dụng, dù nhiều doanh nghiệp khảo sát để liên kết sản xuất đồng nhất sản phẩm theo quy mô lớn, nhưng